cao phẩm võ kỹ cực kỳ đặc thù và hiếm thấy. Có thể tự nghĩ ra thì quả thực là thiên phương dạ đàm, thế quái nào mà thiếu gia có thể làm được. Nhưng kể từ khi thiếu gia sống lại cho đến nay, cả người đều thay đổi, không giống với trước kia chút cả. Còn luôn có thể tạo ra các loại kinh hỉ và kỳ tích khác nhau. Hiện giờ thiếu gia quá là mạnh mẽ, quá làm cho người ta mê muội. Các cô không cần kinh ngạc, ta có thể dạy các cô, về sau các cô cũng có thể dùng. Thật chứ? Tất nhiên, lại đây, từng người một. Trải qua một ngày một đêm tu luyện thái cực quyền, cũng như hấp thụ ti huyền khí, bây giờ Sở Thiên Thư đã gần tiếp cận với huyền sĩ cấp 3. Thu Ngọc và Đông Ngọc có năng lực tâm linh tương thông đặc thù, có thể chia sẻ cảm ngộ và học hỏi lẫn nhau, đã đạt đến thối thể tam trọng cảnh giới. Đúng rồi thiếu gia, thi thể Mộ Dung Tuyết phải xử lý như nào đây? Hai ngày nay đều có người quen đến hỏi ta về tung tích Mộ Dung Tuyết. Ta đều nói là Mộ Dung Tuyết đi ra ngoài làm việc, nhưng sau một thời gian, sợ là sẽ bị bại lộ. Chà, quả là một bài toán hóc búa, dựa vào ba người chúng ta, nếu vận chuyển thi thể từ phủ công chúa ra ngoài, e là vừa khó vừa dễ bại lộ. Tạm thời chôn ở gần đây đi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác. Vâng thưa thiếu gia, bây giờ ta sẽ cùng với Thu Ngọc đi đào hầm chôn ở hậu viện. Khoan đã, để ta xem người của công chúa có đang nhìn chằm chằm vào chỗ ở của ta hay không. Hờ. Mẹ kiếp, cái gì đây, sát thủ, chẳng lẽ là đại mẫu phái người tới giết ta sao? Không có tin tức từ Mộ Dung Tuyết nên đại mẫu động thủ luôn à? Nhưng đây là phủ công chúa mà, sao bà ta dám? Khoan đã, không đúng. Bọn họ đang hướng tới tẩm cung của công của chúa chứ không phải hướng về phía ta, là hướng của công chúa, có người muốn giết công chúa. Nhưng sao bọn họ có thể lèn vào được, chẳng lẽ có nội ứng ư? Có thích khách đột nhập, các cô về phòng đừng đi lung tung. Thiếu gia, hãy để cho bọn ta theo sau bảo vệ người. Ở yên đó, ta không cần các cô bảo vệ. Chờ ta về, các cô xem xử lý Mộ Dung Tuyết đi, nhớ là bảo vệ mình cho tốt vào. Vâng. Công chúa cô đừng có xảy ra chuyện gì đấy, nếu cô chết, thì ta cũng không sống nổi, phải cứu cô ấy. Đám thích khách này hành động nhanh như vậy, cũng sắp đến phủ công chúa rồi. Tựa như là đã luyện tập qua vậy, chắc chắn là có người đã tiết lộ vị trí của công chúa, để cho bọn lén vào lúc Ngự Lâm quân sơ hở. Tiếp tục như này thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, bây giờ cũng không nhiều còn thời gian để quản mấy việc này nữa. Có thích khách, mau đến hộ giá, công chúa mau trốn đi. Đừng để bị phát hiện. Họ sẽ giết cô đó. Công chúa, trong phủ đã bị thích khách tập kích, nhưng phò mã đã dẫn dụ thích khách đi rồi, kính xin người đừng nên rời khỏi phòng, Ngự Lâm quân cũng đã vào vị trí. Cái gì, Sở Thiên Thư bắt mắt như vậy, không chừng sẽ trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên của thích khách mất. Liễu Yên ngươi mau đi hỗ trợ đi, ta sẽ tự mình chỉ huy Ngự Lâm quân, nhưng Hoàng hậu bảo ta phải bảo vệ người. Ngươi mau đi đi, có Ngự Lâm quân ở đây thì ta không thể xảy ra chuyện gì đâu, Sở Thiên Thư vẫn còn cuộc tỉ thí,
tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất gì được. Vâng. Bảo vệ công chúa. Một bên khác, tự tìm đường chết. Hành động có biến, rút lui. Hình như đối phương đã phát hiện ra ta rồi, đang tiến về phía ta, đều là thối thể cấp 6 đỉnh phong. Nếu ta nhìn không lầm thì tên đầu lĩnh kia hẳn là thối thể cấp 7, thật là kinh khủng. Là ai cho phép các người tự ý hành động? Các người có biết, nếu không có ta nhắc nhở thì cái mạng chó của các người sẽ không còn đâu. Vậy mà lại không sợ, chẳng lẽ là có phục kích ư? Ca, hắn đang diễn đấy. Nghe giọng nói của ngươi, tiếng cảnh cáo vừa rồi hẳn là do ngươi hét rồi, gan dạ lắm, thấy bọn ta rồi mà còn không chạy. Một đám ngu xuẩn, lão tử là người cứu các ngươi, mém chút nữa là các ngươi đã làm hỏng việc của vị đại nhân kia rồi. Tên này nói chuyện thần thần cằn nhằn đại ca, để ta xử lý hắn. Khoan đã, đại nhân mà ngươi nói là ai? Vị đại nhân kia chỉ giao nhiệm vụ cho bọn ta mà thôi. Ngươi là ai? Chuyện ám sát công chúa vẫn là để ta chủ động báo cho vị đại nhân kia biết. Các ngươi thì hay rồi, ruồi không cắn trứng liền. Đêm nay kế hoạch của bọn ta mém nữa đã bị mấy con lừa ngu xuẩn các ngươi làm cho bại lộ rồi. Xâm nhập vào phủ công chúa trắng trợn như vậy, các ngươi có biết rằng phủ công chúa đã sớm bố trí mai phục, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Bộ các ngươi muốn chết à? Đến lúc đó thì lão tử phải đi nhặt xác cho các người à? Chuyện này là sao? Chẳng phải cô ta đã nói rằng lẻn vào từ đường của phò mã sẽ không bị phát hiện sao? Người phụ nữ đó đã lừa chúng ta. Từ giọng điệu của hắn, hẳn là gián điệp tình báo mà vị đại nhân kia đã sắp xếp ở trong cung. Hiểu rồi, thường thì mấy đội cảm tử như này sẽ không biết lão đại cấp trên có quan hệ với ai, hơn nữa. Mà kệ cái vị đại nhân kia đang ở đâu, miễn là dễ thao túng là được. Các hạ ẩn xấu tu vi nhất định là có ẩn tình, đây đây không nên ở lâu, không bằng xuống đây đi cùng bọn ta đi. Người đứng cao như vậy là bảo vệ bọn ta ư? Bọn ta chỉ là chi nhánh ngầm, không biết các hạ thuộc chi nhánh của tổ chức nào. Chi nhánh ngầm, chưa từng nghe qua. Hóa ra là anh em của chi nhánh ngầm trải dài ở khắp nơi, đương nhiên là có những thứ mà các người không biết, nghe cho kỹ. Lão tử thực quý bổ bộ. Cái gì cơ? Nghe có vẻ rất chi là bá khí. Rõ ràng không phải là vì cấp bậc của các người quá thấp. Không phải là bọn ta không tin người, mà chủ yếu là bọn ta muốn mở mang tầm mắt. Người thuộc bộ quý bưu có những gì? Còn có, căn bản là bọn ta không phải thăm dò, đó là ta nói bậy đấy. Tiểu tử thối, dám gạt bọn ta, xử lý hắn. Ngư Lâm Quân lề mề quá đấy. Sở công tử, xin lỗi là Liễu Yên đến chậm. Không, cô đến đúng lúc lắm ha ha. Dám xông vào phủ công chúa, chết. Khí tức này thật khủng bố, trong tình báo cũng không hề đề cập đến nữ nhân này. Rút lui. Mau, mau rời khỏi đây.
Mệnh. Mệnh quá. Đây là năm Mộ Dung Tuyết gộp lại. Không, là ta nhận thức thấp. Trong mắt người này, thối thể lục trọng căn bản chẳng tính là cái thá gì. Là ai phái các ngươi tới? Hoặc độc dược nhổ ra cho ta. Khốn kiếp. Đám thích khách lần này hành động nhanh gọn, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến, khả năng là còn có thích khách khác. Cô mau đi điều tra đi, không cần lo lắng cho ta sẽ trở lại chỗ công chúa. Vậy Sở công tử đi cẩn thận. Lúc trước nghe nói Sở Thiên Thư là một tên ngốc chỉ biết tầm hoan mua vui. Nhưng bây giờ ta thấy hắn ta vừa can đảm vừa tháo vát trong mọi tình huống, trương thả hữu độ, đúng là những lời đồn thực sự không có giá trị. Hay lắm, có lẽ còn có một cách để xử lý thi thể của Mộ Dung Tuyết. Cháu gái của ta, tội nghiệp cháu gái của ta. Đang yên đang lành cớ sao lại mất chứ? Ngươi, thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nó bị thiêu như thế nào? Đại mẫu, đêm hôm qua thích khách hành hung, Tuyết Nhi tỉ tỉ vì bảo vệ ta mà từ chiến với thích khách. Không ngờ bị đối phương giết chết, bọn chúng dự định hủy thi diệt tích, nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, ta cũng... Đại mẫu, đó là Tuyết Nhi tỉ của ta, tỉ ấy đối với ta rất tốt, lòng của ta đau quá. Đại mẫu, kính xin người bồi thường cho người nhà của Tuyết Nhi tỉ tỉ nhiều một chút. Đại mẫu, toàn bộ thích khách đều đã bị xử phạt, chúng ta cũng thay Tuyết Nhi tỷ báo thù, việc quan trọng nhất hiện giờ là an táng cho Tuyết Nhi tỷ tỷ thật tốt. Sao mà Tuyết Nhi có thể bảo vệ cho ngươi chứ, người khác không biết thì ta cũng không biết ư. Ta và nó đều hận không thể chờ ngươi chết. Hôm nay chết không có bằng chứng, ngươi muốn nói thế nào cũng được, Sở Thiên Thư. Đừng tưởng rằng ta sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy. Giữa hai mẫu tử này có mùi thuốc súng. Công chúa điện hạ, may mà Sở công tử đã ngăn chặn thích khách, ta mới có thể vượt qua, chỉ là ta không biết nhiều về Mộ Dung Tuyết này mà thôi. Ngoài ra, việc thích khách ra vào quá thuận lợi khiến ta hoài nghi rằng bên trong có người quen thuộc phủ công chúa cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài. Chỉ là không biết người ấy là ai, là ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Mộ Dung Tuyết chết thì chết, chỉ cần có thể giúp đỡ là được. Hiện tại Sở Thiên Thư đối với ta mà nói quan trọng hơn. Ta không hy vọng có bất kỳ chuyện gì quấy rối tâm trí của hắn, ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí, ai cũng không được. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chat nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.